Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin Today Live ngày 9 tháng 3 năm 2020 và bản tin ngày hôm nay với chủ đề từ nhà ra chợ. Minh Vy xin chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Hà Nội sẵn sàng nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân. Nhập khẩu thịt lợn 2 tháng đầu năm tăng 150%. Cá lồng chết hàng loạt tại Hải Dương. Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, các siêu thị đã nhanh chóng bổ sung lượng hàng hóa thiếu hụt. Đến hôm nay, nguồn cung hàng hóa tại các siêu thị đã được tăng cường dồi dào, giá cả ổn định. Các siêu thị tiếp tục cam kết không tăng giá hàng hóa. Như vậy, những ngày tới, người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm. Hiện hệ thống siêu thị như Vinmart, hàng hóa tăng 40%, Co-op-mart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho ở Hà Nội, Bắc Ninh tăng 30%, Bixi tăng 30-40%. Riêng những mặt hàng như mì tôm, gạo luôn có lượng dự trữ lớn, sẵn sàng trên các quầy kệ hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Bộ Công Thương trước đó đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan xây dựng các phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Hiện lượng hàng hóa dự trữ tăng gấp 4-5 lần so với thời điểm bình thường. Hai tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 65.800 tấn thịt các loại, trong đó gia tăng nhập khẩu nhiều nhất là thịt lợn. Hai tháng đầu năm, cả nước đã nhập khẩu hơn 13.800 tấn thịt lợn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu từ Canada tăng 33%, Đức 25,4%, Brazil 16,1%, Ba Lan 15,8% và Hoa Kỳ 7,7%. Ngoài thịt lợn, trong hai tháng đầu năm, cả nước cũng đã nhập khẩu hơn 12.500 tấn thịt bò và gần 13.000 tấn thịt trâu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm nay, thị trường thịt lợn đã có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn. Dự báo nguồn cung thịt lợn năm nay sẽ đạt khoảng 4 triệu tấn, đáp ứng được nhu cầu trong nước và vẫn hướng tới xuất khẩu. Hiệu quả kinh tế cao từ cây thanh long khiến diện tích trồng thanh long ở tỉnh Long An liên tục được mở rộng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đến nay đầu ra cho loại trái cây này vẫn thiếu tính ổn định, tiềm ẩn rủi ro cho người nông dân. Long An là một trong ba địa phương có diện tích trồng và sản lượng thanh long lớn nhất cả nước. Sau thời gian dài giảm sâu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đến nay giá thanh long đã tăng mạnh trở lại, từ 7.000 đồng một ký đã tăng lên từ 30 đến 45.000 đồng một ký. Tuy nhiên, yếu tố tăng giá vẫn chưa bền vững, giá cả thanh long vẫn bấp bênh. Long An hiện có hơn 11.700 hecta trồng thanh long với sản lượng trên 310.000 tấn mỗi năm. Cuối tháng 3 tới, Long An sẽ thu hoạch hơn 9.200 hecta thanh long với sản lượng khoảng 91.300 tấn. Cùng với khoảng 30.000 tấn chưa tiêu thụ được do ảnh hưởng của dịch COVID-19, điều này cũng cho thấy sự phụ thuộc quá lớn của mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc, chiếm tới hơn 80% sản lượng tiêu thụ. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, xâm nhập mặn khiến cho trồng trọt và chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, loài giáp xác có tên gọi là Artemia, thường sử dụng làm thức ăn cho tôm sú, lại thích nghi với độ mặn cao nên phát triển rất thuận lợi. Các hộ dân nuôi Artemia ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch rổ trứng loại này. Artemia là một loại giáp xác có kích thước nhỏ, phát triển tốt trong môi trường nước có độ mặn cao. Do có nhiều dinh dưỡng nên trứng Artemia được sử dụng làm thức ăn cho tôm sú giống. Trứng Artemia mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho các hộ nuôi. Đặc biệt loài này lại rất phù hợp với đặc điểm tự nhiên của vùng biển thị xã Vĩnh Châu. Những năm trước do mưa trái mùa nhiều nên người nuôi thu lại thấp. Riêng năm nay từ đầu vụ nuôi đến thời gian thu hoạch, thời tiết tốt, nắng kéo dài nên Artemia cho trứng đều. Người nuôi vô cùng phấn khởi, hiện giá bán trứng Artemia dao động từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng một ký. Với giá bán này, các hộ dân nuôi Artemia có thu nhập tốt hơn so với năm ngoái. Những ngày vừa qua xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại các hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình, đoạn qua các thôn Chí Linh 1, 2, 3, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 12 hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng là 60 lồng cá. Số cá chết ước tính hơn 100 tấn, trị giá nhiều tỷ đồng. Hiện trên địa bàn có 20 hộ nuôi cá với tổng số 250 lồng trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy qua địa bàn.
hiện Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương có nhiều hộ dân nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách, thành phố Chí Linh, thông báo và hướng dẫn cho người dân không cho cá ăn, vớt hết cá chết đem đi chôn lấp, tiến hành sục khí để tăng nguồn oxy cho cá. Trước đó cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực này và thượng nguồn sông Kinh Thầy với khoảng 400 tấn cá các loại. Tháng 3 năm 2019, cũng tại khu vực các sông này cũng đã xuất hiện những luồng nước đen khiến cá chết rải rác. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục cùng với người dân thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phần tin tức xung quanh chủ đề hàng hóa tiêu dùng cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của chúng tôi. Và Today Life sẽ còn mang đến những thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Mithao. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiến tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Mithao, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của corona COVID-19, chắc hẳn là mọi người cũng sẽ đồng ý với Minh Vy rằng ở thời điểm này, điều mà chúng ta cần phải làm là nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch. Tại các khu đô thị, công tác phòng chống dịch bệnh càng đặc biệt được chú trọng. Ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh của chúng tôi tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi hiện đang thu hút đông đảo người dân sinh sống và làm việc ở khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một buổi phun thuốc khử trùng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Các khu vực công cộng như công viên nội khu, sảnh các tòa nhà, khu vực trước và trong thang máy, bãi đỗ xe, v.v. đều được khử trùng như thế này để giảm thiểu nguy cơ cư dân tiếp xúc với virus gây bệnh. Đặc biệt các thiết bị thang máy thường xuyên được cư dân sử dụng cũng được vệ sinh mỗi tiếng một lần và ghi nhận thời gian vệ sinh để cư dân có thể yên tâm sử dụng. Cư dân được khuyến khích hạn chế sử dụng các tiện ích công cộng, không tụ tập nơi đông người. Công tác phòng chống dịch ở đây rất là tốt. Thì ngay khi mà có cái thông tin về dịch ở những cái khu khác thì ở chung cư mình á, là khi mà vào cái cổng bảo vệ á, là đã có công tác gọi là đo thân nhiệt của người đi ra vào của dân cư. Thì còn ở những cái lóc thang máy á, thì là có những cái hướng dẫn ở trong từng cái thang là cái về cách phòng chống dịch bệnh, rồi ngay chỗ tầng giờ hoặc là cái tầng ở sảnh đi lên á, thì ngay chỗ đó là có những cái chai mà để mà xịt rửa tay khi mình đi vào thang máy. Thì những cái điều đó cũng góp phần vô dần củng cố được cái lòng tin của mình trong cái tình hình mà dịch bệnh nó đang lây lan như vậy. Thông tin về biện pháp phòng chống dịch bệnh như hiểu đúng về dịch, cách sử dụng khẩu trang đúng cách được phát trên các màn hình trước cửa thang máy. Cách phòng chống dịch bệnh tại nhà khi đi ra ngoài cũng được dán trong thang máy, bảng thông báo đồng thời kết hợp đăng thông tin trực tuyến trên chuyên mục phòng chống dịch bệnh của ứng dụng Living Phú Mỹ Hưng. Cùng các biện pháp trên, công tác kiểm tra, kiểm soát, theo dõi tình hình sức khỏe của cư dân, đặc biệt là cư dân người nước ngoài được thực hiện một cách nghiêm túc. Công tác phòng chống dịch bệnh này chúng tôi triển khai từ lúc là Bộ Y tế đưa ra những cái thông tin như là kênh truyền hình hoặc là thông tin gửi vào các cái văn bản gửi cho chúng tôi là chúng tôi đã thực hiện. Chúng tôi luôn phối hợp với cơ quan chức năng và Sở Y tế thường xuyên kiểm soát, kiểm tra và phối hợp với lại cộng đồng cư dân ở đây hướng dẫn cho họ ý thức tự giác và nếu có trường hợp xảy ra phải báo cho chúng tôi hoặc cơ quan chức năng gần nhất để chúng tôi phối hợp xuống xử lý tại chỗ hoặc đưa họ về chữa trị để tránh lây lan cho cộng đồng cư dân sống ở tại Phú Mỹ Hưng. Không chỉ tại các khu chung cư, khu biệt thự, các tòa nhà văn phòng ở khu đô thị này cũng được triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh. Như quý vị có thể thấy thì trước khi vào tòa nhà văn phòng này thì Diễm đã được kiểm tra thân nhiệt, được khuyến khích rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang tại một số cái nơi công cộng như thế này. Và đặc biệt những người ra vào nơi đây cũng được khuyến khích là sử dụng những tờ khăn giấy như thế này. Chúng ta bấm vào nút thang máy để chúng ta tránh trực tiếp tiếp xúc vào những cái bề mặt dễ phát sinh dịch bệnh. Mọi người đều có được một cái trang bị tốt và đều có ý thức tốt trong việc phòng tránh. Với những biện pháp này thì mọi người có thể an tâm mà đi làm. Bản thân tôi thì nhắc nhở gia đình ra ngoài đường thì phải đeo khẩu trang, tránh đi chỗ đông người và phải có thói quen từ trước tới giờ là đi đâu về nhà là phải rửa tay. Hoặc là đi ra ngoài thì
phải nhớ đem theo khẩu trang với lại nước rửa tay. Theo tôi nghĩ thì trách nhiệm của mỗi cá nhân là cao nhất. Mỗi người có ý thức tự giác cao thì tốt cho cộng đồng hơn. Công tác phòng chống dịch đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Điều này góp phần tạo nên sự yên tâm cho cư dân và những người làm việc tại đây trước tình hình dịch bệnh như hiện nay. Trong phần tiếp theo thì Minh Vy sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin xung quanh việc xử phạt hành vi không khai báo y tế thông qua chuyên mục Góc Chia Sẻ. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với Today Life. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Mỹ Thảo. Tâm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiến tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Mỹ Thảo, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, trước một số vụ việc không khai báo y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam dẫn đến nguy cơ bị lây nhiễm bệnh COVID-19 và lây lan cho cộng đồng, dư luận đặt câu hỏi, trường hợp bệnh nhân giấu bệnh, khai dối hành trình di chuyển có thể bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, thì hiện nay pháp luật quy định như thế nào về việc khai báo hành trình di chuyển cũng như là tiền sử bệnh khi có dịch bệnh xảy ra? Ngày 29 tháng 1 vừa rồi đó thì lãnh đạo Bộ Y tế đã có ban hành một cái quyết định số 219. Theo đó thì đưa cái nhóm các cái bệnh dịch truyền nhiễm, bổ sung các bệnh truyền nhiễm trong đó có cái bệnh dịch là COVID-19 vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức là nhóm nguy hiểm nhất. Và sau đó một ngày thì Thủ tướng cũng ban hành cái quyết định số 173 và đưa cái vấn đề dịch bệnh này lên ở cấp độ toàn cầu và đề nghị là tất cả các bộ ngành, các cơ quan phải áp dụng các cái quy trình về chống lây nhiễm theo luật phòng chống lây nhiễm bệnh. Thế thì chúng ta thấy là ở trong cái luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm ấy, thì có ở tại điều 8 đã có quy định tới 7 cái nhóm hành vi. Đấy. Theo đó thì những người dân là phải nghiêm cấm các cái hành vi như là không khai báo này, khai báo gian dối này, khai báo không trung thực về cái việc lây nhiễm, không thực hiện các cái việc là áp dụng các cái biện pháp phòng dịch của các cơ quan nhà nước cũng như là các cơ quan y tế và một loạt các cái hành vi khác liên quan đến việc là làm đảm bảo cái việc là không lan truyền dịch bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả các công dân đều phải có nghĩa vụ tuân theo các cái chỉ thị trong cái trường hợp này. Thưa luật sư, thì mới đây thôi thì có một phụ nữ họ đã bị nhiễm virus COVID-19 và bị nghi ngờ rằng là có hành vi khai báo không trung thực đối với lịch trình cũng như là tiền sử bệnh đã gây ra những cái bức xúc ở trong dư luận. Nếu như cái trường hợp mà nghi ngờ này là đúng thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Có nghị định số 173 về quy định xử lý hành chính trong lĩnh vực về y tế thì theo đó là tại điều 10 có rất nhiều các cái nhóm hành vi quy định, trong đó có cái hành vi là trốn tránh cái việc cách ly hoặc thậm chí có những cái hành vi như khai báo gian dối thì cái người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính tới mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng. Ta đều biết là quan hệ xã hội thì nó luôn luôn đi trước quan hệ pháp luật, cho nên là cái mức 50 triệu này ở cái thời điểm như thế này tôi cho là nó không đủ sức răn đe. Trong trường hợp mà vì cái hành vi khai báo không trung thực này mà dẫn đến cái việc cho dịch bệnh nó lây lan thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không ạ? Cái điều 240 của Bộ Luật Hình Sự là cái tội lây truyền bệnh dịch cho người khác. Thế thì ở cái điều luật này thì trong trường hợp mà nhẹ đấy thì cái người phạm tội có thể bị xử phạt tiền tới mức là 200 triệu hoặc tùy theo tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà có thể bị phạt tù đến 12 năm. Đấy. Và ngoài hình thức phạt tù thì còn bị kèm hình thức phạt tiền đến 100 triệu. Với cái mức như vậy là tôi cho là phù hợp. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư. Chuyên mục Góc Chia Sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của bản tin Today Life ngày hôm nay. Hy vọng rằng các gia đình đã có những thông tin thật là bổ ích và thiết thực. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới làm việc tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.